Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hoa tulip bằng kẽm nhung nghe. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có là kẽm nhung. Kẽm nhung thì mình mua ở nhà sách hoặc là mình lên Shopee mình mua cũng được. Màu sắc tùy ý, mình thích màu nào thì mình chọn màu đó. Thứ hai là kéo, kéo nến, thép làm thân hoa, keo cuốn thân hoa và giấy gói hoa. Các bạn muốn cắm vào bình hoa thì các bạn chuẩn bị bình hoa. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nha. Đầu tiên là làm cánh hoa. Làm cánh hoa thì chúng ta sẽ cắt đôi cái cọng kẽm này ra. Sau đó lấy ba cái đoạn ngắn vừa mới cắt ra đó, để cố định cái phần chính giữa của ba đoạn ngắn đó lại, thì chúng ta dùng thêm một cái đoạn ngắn nữa, đoạn ngắn thứ tư là để mình buộc vô giữa. Các bạn có thể điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Tiếp theo chúng ta gấp từng đoạn xuống, gấp đều nhau như thế này, và cứ như thế lần lượt chúng ta gấp cho đến hết. Lấy cái đoạn thừa dài nhất để chúng ta cố định lại cái phần cánh hoa. Gấp phần thừa của các cánh hoa vào bên trong. Như vậy chúng ta đã được một cánh hoa thứ nhất, và cứ thế các bạn hãy làm tương tự những cánh hoa tiếp theo giống như mình hướng dẫn nha. Rồi, sau khi chúng ta làm xong ba cánh của lớp bên trong thì tiếp theo chúng ta làm cái lớp hoa phía bên ngoài nha. Lấy ba cái đoạn ngắn và lấy tiếp theo một đoạn dài hơn. Đoạn này chưa cắt nha. Dùng cái đoạn dài này để cố định ba đoạn ngắn này lại bằng cách như cũ. Rồi chúng ta làm tương tự như hồi nãy. Bây giờ là đến bước ghép các cánh hoa lại với nhau. Ba cánh hoa ngắn mình sẽ làm lớp ở bên trong. Dùng keo nến cố định lại với nhau. Các bạn nhớ để thép làm thân hoa vào trước nha. Còn mình quên mất tiêu à, nên mình sẽ gắn vào sau nha. Rồi, mình đã làm xong lớp ở bên trong rồi. Bây giờ mình ghép nốt lớp bên ngoài thôi. Mình đã ghép xong rồi nè, bây giờ mình tiếp tục làm lá nha. Dùng hai dây kẽm nhung màu xanh,
xoắn chung cho cố định lại với nhau. Chúng ta canh chỉnh lại cho nó đẹp một xíu nghe. Bây giờ chúng ta dùng băng keo để cố định lá và hoa lại với nhau nghe. Quấn cho nó chắc tay vào nhau các bạn, không là lá đi đường lá, hoa đi đường hoa đó nha. Chúng ta canh chỉnh lại cho nó đẹp một xí nha. Vậy đã mình đã hoàn thành xong một bó hoa rồi đó nha. Những bông hoa tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự nha các bạn. Mình đã làm được 2 bông hoa rồi nè. Và cứ như thế các bạn làm cho đến khi nào số lượng hoa mà các bạn thấy ưng ý vừa đủ là ok.
Chúng ta có thể gói lại thành một bó hoa thật là dễ thương để làm quà tặng sinh nhật, quà tặng thầy cô. Hoặc là chúng ta có thể cắm thành một bình hoa rất là dễ thương để ở trên bàn học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.